Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay sẽ đọc báo tặng quý vị và các bạn trong cái bản tin Đoàn Gia Phúc nha. Cái bài báo này nói về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Trong cái quá trình thực hiện cái việc thay đổi người trực tiếp nuôi con thì tôi sẽ xin giới thiệu như thế này. Trước đây thì ví dụ như năm 2017, tòa án có cái quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc một cái bản án công nhận cho chị A này được nuôi con. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà chị A nuôi con thì anh B thấy rằng cần thiết phải nuôi con, và đến 2019 anh B khởi kiện đến tòa thay đổi người trực tiếp nuôi con. Trong trường hợp này thì anh cho rằng cái điều kiện anh nuôi ưu việt hơn so với chị, và thẩm phán thụ lý vụ án thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ bằng cái nhận những cái chứng cứ, những cái tài liệu gồm có thu nhập, gồm có nhà ở và những chứng từ khác để có cái phán quyết chấp nhận hay không chấp nhận cái yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Hôm nay thì tôi cũng muốn thông qua cái bản tin Đoàn Gia Phúc để đọc cho quý vị và các bạn cái việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Các bạn xem nhé. Sau khi ly hôn do người cha giao con cho ông bà nội nuôi, cộng với người cha không có việc làm nên tòa trút quyền nuôi con. Chúng ta sẽ cùng nghe phóng viên Minh Khánh qua cái báo Pháp Luật ngày 7 tháng 1 năm 2019 các bạn nhé. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Quế Sơn, Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn giữa chị TTD và anh NVS. Tại đơn khởi kiện, chị D trình bày chị và anh S đã ly hôn theo quyết định của Tòa án huyện Quế Sơn. Trước đó, tòa án có giao cho mỗi người nuôi một con chung. Tuy nhiên, từ khi ly hôn đến nay, anh S không trực tiếp nuôi mà giao cho ông bà nội nuôi, và anh S cũng không có trách nhiệm đối với con. Sống với bà nội, cháu T thiếu thốn tình cảm cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiện nay, cháu T có nguyện vọng sống với chị. Chị thương con, và với trách nhiệm của một người mẹ, chị mong muốn con được ở gần mẹ. Vì vậy, chị yêu cầu tòa trực tiếp nuôi cháu T. Bị đơn anh S trình bày, sau khi ly hôn, anh được tòa án xử giao cháu T cho anh trực tiếp nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn, cháu T ở với ông bà nội, còn anh thì trực tiếp chu cấp tiền bạc, học hành, mọi thứ theo cháu T yêu cầu. Thu nhập trung bình mỗi tháng của anh là 10 triệu đồng, và hiện tại anh đủ điều kiện để nuôi con nên không đồng ý giao con cho chị D nuôi dưỡng. Xin tóm tắt lại cái việc của hai anh chị này. Trước đây thì hai anh chị có hai đứa con, và tòa án có cái quyết định công nhận sự thỏa thuận, trong đó anh được nuôi một bé, chị một nuôi một bé, và không có ý kiến gì hết. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà nuôi con thì chị với một cái tình cảm của một người mẹ, chị cho rằng là con sẽ thiếu thốn tình cảm, và chị nộp đơn khởi kiện ở tòa cho rằng anh có những cái điều kiện không chu cấp con tốt, và chị yêu cầu được thay đổi người trực tiếp nuôi con, giao lại đứa con mà trước đây tòa án có cái phán quyết giao cho chị đưa cho anh, giao cho anh trả lại về cho chị, được hay không ạ? Hội đồng xét xử đã nhận định anh S thừa nhận sau khi ly hôn đã giao con cho ông bà nội nuôi dưỡng, và thu nhập bình quân mỗi tháng là 10 triệu đồng. Theo biên bản xác minh ngày 4 tháng 10 năm 2018 tại Ủy ban Nhân dân xã Hương An, xác nhận anh S trước đây có làm thủ kho cho một công ty may trên địa bàn xã Hương An, nhưng nay đã nghỉ việc. Chưa có việc làm mới nên không rõ mức thu nhập của ông S. Đối với cháu T thì từ khi anh S và vợ ly hôn, anh S giao cháu T cho mẹ ruột
của anh S trực tiếp nuôi dưỡng. Tại đơn xin ở với mẹ và bản tự khai ngày 1 tháng 10 năm 2018, cháu T trình bày cháu có nguyện vọng được sống với mẹ vì từ khi ba mẹ ly hôn thì cháu sống với ông bà nội, thiếu thốn tình cảm, ba không có trách nhiệm, không quan tâm đến cháu. Trước đây thì tôi cũng có một cái video cho rằng cần hỏi ý kiến của bé. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì trong trường hợp bố mẹ ly hôn thì cần thiết phải hỏi ý kiến trong trường hợp bé đủ 7 tuổi trở lên các bạn nhé. Trong trường hợp này bé đã hỏi ý kiến của bé và bé mong muốn được ở với mẹ, và đây là một cái ý chí mà có lẽ một trong những nguồn chứng cứ để tòa án phán quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con từ người chồng sang người vợ. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Sẵn đây thì tôi cũng có cái gói hướng dẫn thay đổi người trực tiếp nuôi con, và nếu quý vị và các bạn nào có cái nhu cầu thì chúng ta sẽ liên hệ và để lại dưới comment, hoặc là liên hệ cho luật sư Thu qua số điện thoại là 0903 392 861. Có một cái phí nhỏ nhỏ để các bạn khỏi phải đau đầu nếu trong trường hợp các bạn soạn một cái hướng dẫn khởi kiện ly hôn, việc hướng dẫn khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, để các bạn sẽ được cầm tay chỉ việc. Theo đơn xin xác nhận ngày 15 tháng 10 năm 2018 chị D cung cấp thì hiện nay chị có việc làm và thu nhập ổn định. Như vậy, xét về điều kiện kinh tế thì chị D đảm bảo việc nuôi con hơn anh S. Và sau khi ly hôn, anh S không trực tiếp nuôi dưỡng con mà giao con lại cho ông bà nội nuôi là vi phạm nghĩa vụ và quyền của người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại điều 69, điều 81 của luật hôn nhân và gia đình. Đây là luật hôn nhân và gia đình năm 2014 các bạn nhé. Theo tòa, khoảng 2 điều 84 luật hôn nhân và gia đình quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong những căn cứ sau đây. A. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. B. Người trực tiếp nuôi con không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Mặt khác, khoảng 3 điều 84 của luật hôn nhân và gia đình quy định việc thay đổi trực tiếp nuôi con phải được xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. Các bạn thấy rồi, trong này có những cái tiêu chí cha mẹ thỏa thuận. Thứ hai nữa là người trực tiếp nuôi con không đủ điều kiện. Cái thứ ba nữa là ý kiến của con. Tòa cho rằng theo quy định trên thì anh S không đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Do đó căn cứ vào khoảng 2, khoảng 3, điều 84 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị D giao cháu T cho chị D trực tiếp nuôi dưỡng để đảm bảo cho sự phát triển về mọi mặt của cháu. Thưa quý vị và các bạn, thì theo điều 81 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nuôi dưỡng giáo dục con sau khi ly hôn. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ chăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Trường hợp không thể thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con. Nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải hỏi xem xét nguyện vọng của con. Đây là quy định theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái chương trình bản tin Đoàn Gia Phúc của chúng tôi. Tựa đề của bài có tên là Mất việc, cha bị rút quyền nuôi con, trên báo Pháp Luật ra ngày 7 tháng 1 năm 2019. Hy vọng là chúng tôi có thể song hành cùng quý vị và các bạn trong suốt thời gian dài, với một cái sự tín nhiệm của quý vị và các bạn, một cái sự tận tâm giúp cho quý vị và các bạn thêm những cái kiến thức pháp luật. Tôi xin trân trọng cảm ơn.